Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Thứ nhất, Lưu Đan, nữ diễn viên và Lưu Đan, nam diễn viên TVB. Sau khi Hoàng Châu Cách Cách 2 lên sóng, Lưu Đan cũng là một trong những cái tên hot nhất phim với vai diễn công chúa Hàm Hương xinh đẹp dịu dàng. Là mỹ nhân nổi tiếng với nhan sắc đáng ngưỡng mộ, lẽ ra Lưu Đan sẽ là một trong những nữ diễn viên thành công nhất Hoa ngữ. Tuy nhiên, ở tuổi 25 rực rỡ, Lưu Đan gặp tai nạn thảm khốc và qua đời trên đường đến bệnh viện. Sự ra đi đầy bất ngờ của Lưu Đan đến tận bây giờ vẫn khiến người ta phải tiếc nuối. Nhắc tên ông có lẽ không bao nhiêu người nhớ, nhưng nhắc đến con trai ông là Lưu Khải Uy thì chắc chắn fan Hoa ngữ nào cũng biết. Là diễn viên chuyên đóng vai phụ nên sự nghiệp của Lưu Đan khá suôn sẻ và bình thản. Do vậy, ông lại có gia đình đáng ngưỡng mộ khi các con đều thành công và có địa vị trong xã hội. Thứ hai, Lý Thần, nam diễn viên và Lý Thần MC. Nhắc đến Lý Thần, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chàng trâu đen khỏe nhất show Running Man bản Trung. Thời gian trước thì Lý Thần còn khiến khán giả Hoa ngữ xôn xao khi hẹn hò với nữ hoàng thị phi Phạm Băng Băng. Dù rằng cả hai đã chia tay nhưng chuyện tình yêu của họ vẫn được nhiều người nhắc tới. Bản thân Lý Thần cũng là nam diễn viên có sự nghiệp rất vững chắc và ổn định của Hoa ngữ. Thực tế, làng giải trí Hoa ngữ còn có một nghệ sĩ khác cũng tên là Lý Thần. Anh là người dẫn chương trình của kênh âm nhạc Channel V, Đài Đông Phương và Giang Tô. Ngoài vai trò MC, Lý Thần còn làm người sáng tạo một nhãn hàng thời trang nhỏ. Tuy nhiên, so với nam diễn viên cùng tên, MC Lý Thần lại bị đánh giá là mờ nhạt và ít tiếng tăm hơn hẳn, đến mức chẳng mấy ai nhớ đến anh. Thứ ba, Diên Dương, nam diễn viên và Dương Dương, nữ diễn viên. Dương Dương luôn được coi là một trong những thịt tươi nhỏ thành công và nổi tiếng nhất Hoa ngữ. Nổi đình đám với vai Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương sở hữu lượng fan khổng lồ và luôn là một trong những cái tên được truyền thông Hoa ngữ ưu ái nhất. Bản thân anh sau thành công với các bộ phim thần tượng chuyển thể cũng bắt đầu chuyển hướng sang hình tượng nam tính mạnh mẽ bằng vai quân nhân trong Đặc Chiến Vinh Diệu. Trùng tên với Dương Dương là một nữ nghệ sĩ ít tên tuổi hơn. Cũng vì việc trùng tên này mà nữ ca sĩ Dương Dương đã gặp rất nhiều rắc rối. Sau này Dương Dương phải đổi tên thành Dương Phi Dương. Tuy nhiên sau khi đổi tên, sự nghiệp của Dương Phi Dương cũng chẳng khởi sắc được bao nhiêu. Ca hát mãi không nổi, cô cũng chuyển hướng sang mảng phim ảnh. Thứ tư, Trần Ý Hàm, diễn viên và Trần Ý Hàm, ca sĩ. Trần Ý Hàm là nữ diễn viên Đài Loan rất được khán giả yêu thích. Ngoài tài diễn xuất, ngoại hình trẻ trung ngọt ngào thì tính cách năng động và thẳng thắn giúp cô chinh phục được rất nhiều người hâm mộ. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Trần Ý Hàm đã tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh đáng chú ý như Tân Bộ Bộ Kinh Tâm. Năm 2018, làng giải trí Hoa ngữ có thêm một cô nàng Trần Ý Hàm khác xuất thân từ cuộc thi Poriu 101. Tuy nhiên, cô gái trẻ này lại không được lựa chọn để debut. Ngược lại, Trần Ý Hàm xuất thân từ một gia đình giàu có công ty riêng chỉ để chăm lo và quản lý các hoạt động cho một mình cô. Thất bại trong Poriu 101, Trần Ý Hàm phải từ giã sự nghiệp ca hát để quay về thừa kế tài sản và gánh vác công ty triệu đô của gia đình. Thứ năm, Lưu Đào, nữ diễn viên và Lưu Đào, nam diễn viên. Nữ diễn viên Lưu Đào hiện đang là một trong những ngôi sao thành công và nổi tiếng nhất Hoa ngữ hiện nay. Ngoài ngoại hình đài các đoan trang, Lưu Đào còn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ tài nhập vai xuất sắc của mình. Bản thân cô cũng được công chúng yêu mến vì sự chung thủy ở cạnh chồng và gánh vác nợ nần khi anh trắng tay vì bị phá sản. Ít ai biết làng giải trí Hoa ngữ cũng có một nam diễn viên khác tên là Lưu Đào. Tuy nhiên, ngôi sao này chỉ chuyên đảm nhận vai phụ trên màn ảnh và không được mấy ai chú ý. Anh từng tham gia Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Thất Niên Tân Lạc Thần, Phong Thần Anh Hùng Bảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.